Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là sáng chủ nhật rồi. Mình cũng mới vừa vào lô tô. Đây là lô tô của mình. Với những con số mà vừa rồi mình mới mua và sổ vào ngày 19 tháng 11. Mình mua là 10 con số, số 3, 15, 18, 24, 27, 39, 40, 42, 43 và 45. Và cái tờ giấy số này của mình đó là chật hết rồi, không có trúng con nào cả. Có nghĩa là mình còn một lần nữa vào lần tới. Và mình còn dư lại là 114 đồng, 114 đô. Và lần tới mình sẽ bỏ thêm cho đủ để mà mua thêm một lần nữa ha. Ok. Rồi. Bây giờ xong cái vụ lô tô. Và mình hôm nay á, mình cũng có những câu hỏi mà các bạn gửi cho mình. Thì mình cũng xin trả lời đến tất cả các bạn ha. Tại vì có những câu hỏi thì mình xem lại mấy ngày trước á, thì mình mới lượt lại những câu hỏi để mình trả lời tất cả các bạn. Những cái câu hỏi nào mà mình các bạn thường hay comment cho mình á, mà mình chưa trả lời các bạn á, không phải là mình không đọc đâu, mình có đọc. Nhưng mà tại vì mình để đó để mình tổng hợp lại những cái câu hỏi để mình trả lời cho, mình làm video clip để trả lời các bạn, chứ không phải là không đọc mà không trả lời các bạn đâu ha. Cho nên là các bạn comment mà nhiều lúc mình chưa trả lời á, thì các bạn hiểu như vậy ha, các bạn thông cảm cho mình nha. Ok, thì có một bạn hỏi như gửi cho mình comment như vậy. Nếu em qua Úc làm và sau này có thường trú nhân, em có được về Việt Nam kết hôn bảo lãnh vợ hoặc chồng qua được không? Điều này thì tất nhiên rồi, nếu như mà các bạn đi qua bên Úc làm việc sau 3 năm, các bạn nếu mà được thường trú nhân, nếu như bạn độc thân. Nếu như bạn độc thân thì bạn có đã được thường trú nhân rồi, thì lúc đó bạn có quyền đi về Việt Nam chơi và làm giấy hôn thú, kết hôn một người nào đó bên Việt Nam. Thì lúc đó là cái hồ sơ của bạn là bảo lãnh cái người mà hôn thê hoặc vợ của mình đó, thì qua bên đây là dạng cái diện mà hôn thê vợ chồng, thì bạn được quyền về Việt Nam kết hôn và đám cưới vợ chồng của mình ha. Điều đó thì các bạn làm được. Ok, thì đó là cái câu hỏi thứ nhất. Ngược lại cái câu hỏi này thì có một cái câu hỏi thứ hai, có một bạn gửi cho mình như sau: nếu sau này có visa đi làm 3 năm rồi về luôn có được không? Thì tất nhiên là được rồi. Thì giả sử như bây giờ các bạn đi qua bên đây, các bạn làm 3 năm, nhưng mà một khi các bạn được xét hồ sơ làm để mà xin vô thường trú nhân, thì bạn có thể từ chối. Với bạn có nói thẳng với lại người chủ, bạn không thích ở bên này, bạn chỉ muốn đi làm việc thôi, thì xem là người chủ có hàng năm có thể bảo lãnh các bạn đi qua bên đây làm việc tiếp tục hay không, nếu bạn muốn như vậy. Còn nếu mà bạn không muốn làm việc tiếp sau 3 năm thì bạn có thể về Việt Nam, bạn không ký hợp đồng, bạn không làm nữa, và bạn cũng không cần, bạn nghĩ rằng bạn không có cần thiết ở bên Úc, thì ok, thì bạn cũng có thể quyền khước từ cái sự mà xét hồ sơ cho bạn vô thường trú nhân và bạn muốn đi về Việt Nam sau 3 năm luôn, thì cái chuyện đó là chuyện cá nhân của bạn, bạn có quyền làm điều này. Ok, thì mình cũng xin trả lời cái câu hỏi này gửi đến bạn mà đã comment hỏi mình ha. Ok, đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba là viêm gan B thể ngủ. Thực sự mình không biết thể ngủ là thể gì, nhưng mà theo cái comment của bạn á, thì bạn hỏi mình như vậy: viêm gan B thể ngủ có xin visa nông nghiệp được không? Thì trên bản khung sườn pháp lý á, thì khi các bạn đi khám sức khỏe mà các bạn bị một cái bệnh về truyền nhiễm, hoặc là phổi nè, viêm gan B nè, hoặc là HIV nè, hoặc là một cái bệnh gì mà gọi là truyền nhiễm cho cộng đồng, thì chắc chắn là các bạn không được xin cái visa này, mặc dầu các bạn bị là thể, mình không biết là cái cách gọi là thể ngủ là như thế nào, nhưng mà nếu như bạn đã có một cái tiền sử bệnh như vậy thì mình nghĩ rằng bạn sẽ không xin được cái visa nông nghiệp này đâu. Nhưng
theo mình nghĩ đó, chắc chắn nó là như vậy. Còn để mà chắc chắn hơn nữa thì các bạn cứ hỏi đến một cái luật sư di trú hoặc văn phòng di trú, bạn nói là bạn muốn xin đi qua dạng một cái visa nào đó bất cứ, và chỉ hỏi thăm thông tin thôi, để cho một cái gọi là một cái thực sự một câu là còn nước còn tát cho có được hay không. Thì bạn cứ hỏi là bây giờ mình cứ xin một cái dạng là du lịch hay đại khái vậy đi, thì các bạn nói là, thì các bạn cứ hỏi là trường hợp của mình bị viêm gan B như vậy đó, thì có xin được visa để qua Úc hay không, thì họ sẽ trả lời các bạn như thế nào thì các bạn sẽ biết tường tận hơn. Còn ở đây nếu theo cái sự hiểu biết của mình, thì nếu như bạn bị viêm gan B, mình nghĩ bạn không xin được cái visa này. Nếu mà thực sự là bạn bị cái bệnh này thật, hoặc là bạn chỉ hỏi cho biết thông tin thôi, còn nếu bệnh thật thì mình cũng rất là lấy làm tiếc về cái điều này khi nói trả lời với bạn như vậy ha. Ok, đó là cái câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ tư là, nếu visa quy định tiếng Anh mà em có người quen bảo lãnh thì khi phỏng vấn có dễ hơn không? Thực sự á, thí dụ như bây giờ các bạn có người quen bảo lãnh làm chủ farm bên Úc luôn. Khi mà chủ farm bên Úc á, thì người chủ, người quen của các bạn phải được, không phải là các người chủ, người quen là muốn chủ là có thể bảo lãnh là bảo lãnh được, mà chủ này phải được sự chấp thuận của Bộ Nông nghiệp, và sau đó là Bộ Ngoại giao chấp thuận cái đơn xin để mà về Việt Nam bảo lãnh người, chứ không phải là người chủ farm rồi cứ đi về Việt Nam tuyển, khi cái visa về Việt Nam tuyển là tuyển được đâu, không được, mà phải có một cái đơn xin cho đến gửi đến Bộ Nông nghiệp, và Bộ Nông nghiệp xét hết cái người chủ đó như thế nào, sau khi xét rồi mới đưa lên Bộ Ngoại giao đồng ý hết, thì cái người chủ đó được approve rồi, được chấp thuận rồi thì mới đi về Việt Nam tuyển người được. Còn nếu mà cũng là chủ farm nhưng mà để tự nhiên đi về Việt Nam tuyển người thì không được, cái đó thì không được. Cho nên nó là nếu mà xin cái visa nông nghiệp này thì điều đó không được. Còn về cái visa nào khác thì mình không biết, nhưng nói về cái visa nông nghiệp thì bắt buộc người chủ phải có cái sự chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và sau đó trình lên cho Bộ Ngoại giao, thì lúc đó người chủ mới chính thức được phép đi về Việt Nam tuyển người. Rồi còn nếu như bạn hỏi là trường hợp người chủ của bạn, người quen của bạn tuyển bạn, giả sử như người chủ đó quen bạn được sự chấp thuận của bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp luôn đi, được luôn đi, nhưng mà cái điều kiện giả sử như cái visa này bắt buộc phải cần tiếng Anh, thì bắt buộc bạn cũng phải cần tiếng Anh. Mình giả sử là trường hợp cái visa ra mà họ cần tiếng Anh thì bắt buộc bạn phải có bằng tiếng Anh để mà nộp vô trong sở di trú, chứ không phải là khi bạn có một người quen là người chủ là bạn miễn trừ hay là dễ hơn trong phỏng vấn, không có. Mà bạn nộp cái hồ sơ đó vô trong sở di trú giống như lãnh sự quán Việt Nam, bạn cũng phải có cái bằng tiếng Anh để mà khi cái hồ sơ của bạn nộp vô thì được sự chấp thuận. Chứ bây giờ dễ là dễ trong cái khâu phỏng vấn thôi, giả sử cái người quen của bạn là người chủ, bởi vì khi phỏng vấn người chủ là người quen của bạn thì họ ok, họ sẽ dễ dàng phỏng vấn bạn và họ chấp thuận bạn. Nhưng cái nộp hồ sơ của bạn đi vô trong lãnh sự quán để mà họ xét cái hồ sơ rồi họ cấp visa cho bạn á, thì nếu giả sử cái visa này họ cần tiếng Anh thì bắt buộc bạn cũng phải có cái bằng tiếng Anh để nộp vô trong lãnh sự quán Việt Nam để họ xét duyệt hồ sơ của bạn và cấp cho bạn visa. Cho nên nếu là người quen, là người chủ farm thì họ có thể bảo lãnh bạn, có thể dễ dàng phỏng vấn với bạn. Nhưng và điều cuối cùng để mà các bạn được cấp visa cũng phải qua cái lãnh sự quán Việt Nam sở di trú, thì phải có bằng tiếng Anh để mà cái hồ sơ của bạn được sự chấp thuận và cấp cho bạn visa. Thì mình cũng xin trả lời bạn như vậy ha. Đó là câu hỏi thứ tư. Và câu hỏi thứ năm là, em nghe nói bên Úc làm bao nhiêu tiền thì đóng thuế hết bấy nhiêu, chứ không có đóng một tuần 38 tiếng. Vậy cho em hỏi, nếu làm hơn thì sao, có đóng hết hay không? Thực sự á, giả sử các bạn làm ở trong hãng đi, các bạn làm một cái hãng bò, hãng gà hoặc hãng gì đó, nếu người chủ là người Úc, người chủ là người Úc, các bạn có làm việc vô trong hãng, các bạn làm việc thì các bạn làm đúng 38 tiếng với 40 tiếng thôi. Hoặc thí dụ bây giờ nhiều lúc người ta tăng ca,
người ta tăng ca, người ta cần các bạn làm thêm, thì cái giờ tăng ca của bạn á với những cái giờ mà tiếp theo á trong khoảng bao nhiêu tiếng, ví dụ như bây giờ từ 2 tiếng hoặc 3 tiếng thì họ sẽ trả cho các bạn là 1,5. Giả sử mình ví dụ trong 38 tiếng đó họ trả cho các bạn 20 đồng, 20 đồng bây giờ tính đi ha, 20 đồng. Ok, rồi các bạn làm 38 tiếng các bạn đóng thuế 20 đồng. Rồi bây giờ vào ngày cuối tuần họ yêu cầu các bạn làm thêm, bình thường các bạn không có làm thứ bảy, trong hãng mình chỉ đang ví dụ trong hãng các bạn không có làm thêm ngày thứ bảy, nhưng mà bây giờ do cái lượng order họ nhiều quá, các bạn cần, họ yêu cầu các bạn làm thêm. Rồi các bạn làm thêm ngày thứ bảy 4 tiếng, thì 2 tiếng đầu á các bạn sẽ được họ trả là 1.5, là trả thêm 1.5, có nghĩa là các bạn làm 20 đồng một giờ, giờ bây giờ các bạn cộng thêm 1.5 nữa. Rồi nếu như mà và hai cái tiếng sau thì các bạn được nhân đôi lên, có nghĩa là bình thường các bạn làm 20 một tiếng, bây giờ các bạn nhân đôi lên thì có nghĩa là các bạn làm 40 đồng một tiếng, 40 đô la cho một tiếng. Và cái 2 tiếng đầu tiên á, là có nghĩa là các bạn được 30 đô la cho một tiếng, và 2 tiếng tiếp theo thì các bạn được 40 đô la cho một tiếng. Và nếu các bạn làm tiếp tục thì các bạn cứ nhân đôi lên là 40 đô la. Ok, nhưng những cái tiếng đó các bạn cũng trả thuế không, mình ví dụ là chỉ nói 15% thôi, những cái tiếng sau đó các bạn trả thuế sẽ cao hơn cái tiếng 38 tiếng ban đầu. Thì trong hãng chỉ yêu cầu các bạn làm đúng 38 tiếng và 38 tiếng thôi. Và nếu họ yêu cầu các bạn làm tiếp gọi là overtime thì họ sẽ trả tiền cho các bạn nhiều hơn, và bên cạnh đó các bạn phải đóng thuế nhiều hơn. Chính vì vậy là thường họ chỉ yêu cầu các bạn làm đúng cái giờ thôi, 38 hoặc 40 tiếng một tuần thôi, chứ không có làm overtime. Bởi vì khi mà làm overtime họ sẽ trả rất là nhiều tiền. Ok, đó là về khía cạnh thứ nhất là những người chủ người Úc. Khía cạnh thứ hai là những người chủ farm. Ok, nếu họ yêu cầu các bạn làm bao nhiêu tiếng, giả sử bây giờ các bạn nè, một tuần các bạn chỉ làm có 5 ngày thôi, mình ví dụ nha, một tuần các bạn chỉ làm có 5 ngày và 38 tiếng thôi, thì các bạn làm bao nhiêu, còn ngày thứ bảy và chủ nhật các bạn không có làm, thì các bạn làm 38 tiếng cho một tuần, 40 tiếng cho một tuần, thì tất nhiên cái số tiền đó người ta sẽ đóng thuế hết cho các bạn. Cái chuyện đó chuyện đương nhiên. Rồi, nhưng mà các bạn không có làm ngày thứ bảy mà các bạn làm ngày chủ nhật, thì bình thường 5 ngày đó các bạn làm bao nhiêu họ sẽ đóng thuế hết. Rồi, bên cạnh đó, nếu như các bạn làm ngày thứ sáu và ngày thứ bảy, thì hoặc là người chủ yêu cầu các bạn bây giờ đang cần mùa xoài, cần bạn phải làm tiếp tục, thì những cái giờ mà các bạn muốn đóng thuế thì giữa người chủ và bạn sẽ nói chuyện với nhau về những cái giờ tiếp theo. Ok, thì đều có một cái sự thỏa thuận trước khi các bạn vô làm, hoặc là các bạn sau này các bạn làm thêm giờ thì các bạn có cái sự thỏa thuận với nhau. Ok, tôi muốn đóng thuế hết. Có nhiều lý do là tại sao tôi muốn đóng thuế. Bởi vì sao? Bởi vì những cái người ở bên này á, họ muốn đóng thuế để cái income của họ cao. Thí dụ bây giờ tôi làm một tuần 38 tiếng có 5 ngày và tôi làm thêm một ngày nữa là 6 ngày, thì có nghĩa là tôi làm khoảng chừng một ngày tôi làm 10 tiếng. Ví dụ một ngày 10 tiếng, 6 ngày 60 tiếng, tôi muốn đóng thuế hết. Muốn đóng thuế hết luôn, chứ tôi không có muốn là không đóng thuế. Ok, đó là cái anh A anh muốn vậy. Bởi vì sao? Bởi vì khi anh A anh có một cái nhu cầu là anh muốn mua nhà, anh muốn mua nhà hoặc mua xe hoặc là mua cái gì đó mà trả góp, thì ngân hàng phải yêu cầu cái anh A này phải có cái income rất là lớn để mà đủ cái tài chánh ngân hàng cho mượn để mà mua nhà. Thì cái người mà muốn đóng thuế hết á, thì họ có cái ý như vậy, họ muốn mua nhà và họ kêu người chủ đóng thuế hết để mà cái income của họ hàng tuần nó cao và họ có thể vay được tiền ngân hàng để mua nhà. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, thí dụ như bây giờ cái người A này họ muốn đầu tư một cái gì đó, hoặc là họ muốn làm một cái gì đó mà cần tiền của ngân hàng, thì bắt buộc cái income của họ phải cao để mà họ dễ dàng mượn tiền của ngân hàng. Họ làm một công việc kinh doanh hay là họ mua đầu tư thêm nhà hoặc là làm bất cứ cái gì mà họ nghĩ là họ sẽ mượn tiền của ngân hàng, thì cái income
phải đáp ứng được cái yêu cầu của ngân hàng, thì họ làm bao nhiêu giờ trong một tuần thì họ đóng thuế hết. Đó là cái lý do thứ nhất. Ok, còn những cái người mà không có nhu cầu, thí dụ như bây giờ mình mua nhà, mình không có cần phải là mua thêm một căn nhà khác, thì mình đâu có cần thiết là phải đóng thêm tiền, đóng thêm tiền thuế. Thí dụ bây giờ mình làm 38 tiếng, các bạn làm 38 tiếng, ok, mình nói là bây giờ mình làm 38 tiếng là 5 ngày thôi, ngày thứ 6, ngày thứ 7 tôi muốn làm thêm, làm ngày thứ 7 hoặc chủ nhật tôi muốn làm thêm, tôi lãnh tiền mặt thôi, tôi không có đóng thuế. Ok, thì giữa người chủ với bạn nói chuyện với nhau, khi mà các bạn vô làm, khi mà các bạn vô làm bạn cứ tiếp tục như vậy. Thí dụ bây giờ trên hợp đồng là tôi trả cho bạn 20 đô một giờ, mình ví dụ thôi để cho dễ nói chuyện ha, 20 đô một giờ. Rồi, vậy thì bây giờ tôi làm 38 tiếng, thì nếu tôi làm overtime tôi không đóng thuế thì bao nhiêu? Người chủ nói ok, nếu mà anh làm overtime không có đóng thuế, tôi trả anh 18 đồng hoặc 17 đồng hoặc 16 đồng một giờ. Tại vì anh không có đóng thuế, anh lấy tiền mặt. Đó, thì đó là cái sự nói chuyện giữa bạn với người chủ. Còn thí dụ như những bạn nào, những người ở bên này á, họ muốn trợ cấp tiền của con cái hoặc bất cứ một lý do nào đó, họ cần thêm cái sự trợ cấp của chính phủ, thì họ chỉ khai với người chủ thôi là ok, tôi chỉ đóng thuế 30 tiếng thôi một tuần thôi, có 30 tiếng một tuần hoặc là 20 tiếng một tuần, còn bao nhiêu tôi lãnh tiền mặt hết bên cũng được vậy. Nhưng mà ở đây chỉ có những cái người mà về cần cái sự giúp đỡ của chính phủ, về thêm cái tiền giúp đỡ chính phủ thì họ mới làm như vậy thôi. Còn nếu mà đúng thì bình thường họ làm một tuần 38, 40 tiếng một tuần thì họ cứ trả đúng cái lương của họ như vậy, và làm overtime thì sẽ tính theo cái tiền mặt. Nếu mà người chủ của mình là một người Việt, người chủ của mình là người Việt, quan trọng người chủ là người nước nào nữa, mà người chủ của mình người Việt thì họ sẽ trả cho mình cái tiền mình đóng thuế hết bao nhiêu. Ok, 38 tiếng và những cái tiếng còn lại mình trả tiền mặt. Hoặc là khi các bạn vô, người chủ của bạn nói là ok, anh làm bao nhiêu tôi trả tiền thuế hết bấy nhiêu. Thì cái này không phải là không có, nhưng mà cái này là do sự người chủ, mỗi một người chủ có một cái cách trả lương khác nhau và cái cách tính kinh doanh của họ khác nhau. Giả sử như bây giờ họ muốn các bạn đi qua làm, ok, tôi chỉ trả cho các anh là 25 đô một giờ. Ok, rồi các bạn làm một tuần là 6 ngày hoặc làm 6 ngày thì mỗi một ngày các bạn làm 10 tiếng là 60 tiếng, 6 ngày là 60 tiếng, họ trả cho các bạn 25 đô luôn, trả thuế hết các bạn luôn. Để làm chi? Để mà thí dụ như những người chủ đó khi mà một tuần họ trả tiền cho các bạn bao nhiêu, họ trừ hết chi phí này nọ, thì khi cuối năm họ có thể báo cáo với thuế, khấu trừ lại thuế là trả lương cho các bạn như vậy. Và khi mà họ chứng minh được cái kinh doanh, cái hoạt động của họ hiệu quả thì họ có thể là vay tiền thêm của ngân hàng để mà có thể đầu tư tiếp, kinh doanh tiếp hoặc là mở rộng cái farm tiếp. Có rất nhiều cái lý do, nhưng mà ở đây thì tùy theo những cái, mình bởi vậy mình mới nói các bạn là tùy theo những cái người chủ, họ sẽ có một cái phương thức kinh doanh của họ như thế nào để mà họ, cái cách của họ sẽ trả lương cho các bạn. Thí dụ bây giờ những cái người mà người ta ok, người ta đang những người chủ đang có rất là nhiều cái farm mà bây giờ họ đã đủ rồi, họ không có cần thiết phải là mượn tiền ngân hàng, ok, thì họ có thể là trả lương cho các bạn bao nhiêu tiếng một tuần để trả thuế, còn không là bao nhiêu. Hoặc những người chủ cần phát triển cái kinh nghiệm của người ta hơn, họ cần phải vay tiền một ngân hàng để như thế nào đó, thì họ sẽ trả lương các bạn nhiều để mà họ có một cái gọi là lợi nhuận, income nhiều, trả lương, tức nghĩa là trả lương cho công nhân nhiều thì phải có lợi nhuận nhiều thì mới có tiền để trả lương nhiều cho nhân viên. Thì chính vì vậy thì cái income của họ cao thì họ muốn lấy cái income cao để mà họ vay tiền ngân hàng để mà có thể là phát triển kinh doanh của họ. Thì có nhiều cái hình thức. Chính vì vậy thì đâm ra thì mình cũng xin trả lời bạn cái câu hỏi này là bởi vì sao? Thí dụ một người nào đó đang trong cái sự việc là họ trả lương hết, cũng có
có nhiều cái lý do là họ vì mượn, muốn mua nhà, muốn vay tiền ngân hàng, hoặc là người chủ họ đang cần một cái gì đó cho nên họ bắt buộc phải trả lương hết, thí dụ vậy, và có sự thỏa thuận ngay từ đầu. Còn các bạn thí dụ qua bên đây làm việc tùy theo cái người chủ, nhưng mà theo mình nghĩ là họ sẽ trả lương các bạn 38 tiếng và những cái tiếng tiếp theo của tất cả các bạn, mình nghĩ là họ sẽ trả tiền mặt. Mình nghĩ là như vậy. Còn để mà chính thức thì sau này các bạn ký hợp đồng với họ thì người chủ sẽ trả lời các bạn. Nhưng theo mình nghĩ cái đa số ở bên này mà người chủ là người Việt á, thường đa số là người Việt á, thì họ chỉ trả tiền mặt. Còn trên hợp đồng thì bao nhiêu tiếng thì họ sẽ trả các bạn bao nhiêu tiếng thôi. Thì mình nói rộng ra cho các để trả lời các bạn cho bạn dễ hiểu. Nhưng mà nói về cái vấn đề visa nông nghiệp thì theo mình nghĩ là các bạn qua đây làm ký hợp đồng ví dụ 38 tiếng đến 40 tiếng thì họ chỉ trả cho các bạn là bao nhiêu đó tiền để trả thuế thôi, còn lại những cái giờ sau ấy, họ sẽ trả tiền mặt các bạn. Và cái tiền lương trả tiền mặt các bạn bao nhiêu tiền ấy, thì cái đó là giữa bạn và người chủ sẽ có cái sự thỏa thuận với nhau. Mỗi người chủ họ có một cái cách tính lương khác nhau cho nên không có người chủ nào tính lương giống người nào cả. Chính vì vậy thì bây giờ tại vì mình biết được là làm farm nó là như vậy, mà các bạn sau này đi qua làm farm thì cái mức lương mà người chủ trả các bạn bao nhiêu thì cái đó mình không biết, nhưng mà làm gì làm cũng trên cái con số 19 đồng 84 cent, đó là quy định của chính phủ đó. Thì cái đó là cái quy định mà chính phủ ban hành rồi, cái đó là mình biết. Còn mức lương mà sau này các bạn ký hợp đồng với một người chủ nào đó thì cái đó là mình không biết. Nhưng mà với mức lương nào đi chăng nữa thì các bạn nếu được một người chủ họ chịu chấp nhận bảo lãnh các bạn thì các bạn cũng nên mình cũng nói là mang ơn họ, nhưng mà các bạn cũng nên là cảm thấy điều đó là mình trân trọng. Bởi vì sao? Bởi vì họ giúp mình bảo lãnh mình đi qua bên này làm việc với cái mức lương nào đó, thì miễn cái mức lương nào có thể trên cái quy định của chính phủ là được. Và các bạn cảm thấy ok, các bạn đừng 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 nghĩ là ok rồi hai người đi đi hoặc là người bạn người chủ khác trả lương cao, mình trả lương ví dụ như 34 đồng mình 22 đồng, thì các bạn đừng nghĩ vậy. Các bạn chỉ cảm thấy mình cảm thấy may mắn hơn những cái người mà hiện tại chưa được người chủ bảo lãnh. Khi mình được một người chủ nào bảo lãnh mình chấp nhận rồi thì trên hợp đồng có ghi cái lương mức lương, thì mình đừng có so sánh với cái người nào mức lương cao cả, mà mình hãy cảm giác là mình may mắn hơn những cái người hiện tại chưa được. Thì đó là cái điều các bạn nên nghĩ, chứ các bạn đừng có so sánh mức mức lương, bởi vì điều đó nó không mình nghĩ là nó sẽ không có tạo cái động lực cho các bạn khi qua bên đây làm việc. Nó không có tạo một cái động lực năng động tích cực trong cái công việc của các bạn, bởi vì khi mà các bạn có sự suy nghĩ đó trong đầu thì tất nhiên lúc nào nó cũng nằm trong đầu. Đâm ra là khi qua bên đây làm việc các bạn lúc nào cũng có sự suy nghĩ như vậy, đâm ra các bạn sẽ không có được vui vẻ trong cái quá trình làm việc, mà các bạn cứ nghĩ rằng là các bạn cảm thấy là mình rất là may mắn, rất là happy với cái người chủ mà đã có cái ý bảo lãnh mình qua bên đây. Mà nhìn lại những cái người bạn mà mình quen biết hoặc người khác, họ không có may mắn bằng mình khi đã lấy được cái visa nông nghiệp này hoặc một người chủ bảo lãnh mình. Thì chính vì vậy thì mình cũng có cái lời khuyên như vậy để gửi đến cho tất cả các bạn. Nếu như bạn nào mà có một cái người chủ nào đứng ra bảo lãnh các bạn, mà đó là cái điều mà các bạn cảm thấy rất là may mắn. Còn vấn đề tiền lương thì các bạn đừng có nghĩ tới. Không phải là không nghĩ tới, tất nhiên mình đi làm mình cũng phải cần cái tiền lương, nhưng mà làm gì làm cũng trên cái quy định của chính phủ là ok rồi. Còn đừng có so sánh như thế nào cả. Thì mình cố gắng mình làm cho tốt 3 năm để mà mình cái tương lai của mình nữa, chứ không phải là mình chỉ nghĩ là cái mức lương đó là tất cả. Không phải, cái tương lai của mình nó mới là cái tất cả, cái thường trú dân của mình nó mới là cái tất cả, và cái cuộc sống của vợ con tương lai của mình nó mới là tất cả. Ok, mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.